thôi bác đừng buồn. Cháu tin là con gái bác sẽ cảm nhận tình cảm của bác thôi. Vì không gì có thể thay thế được vị trí của người bố trong lòng con cái cả. Bác cảm ơn cháu. Mà cháu đi đâu mà ba lô mũ mão chỉnh tề thế này? Mũ cháu được cho. Bác thích không? Cháu tặng bác nhá. Không. Bác đội thử lên đi. Bác không đội thử được. Đội thử thôi. Bác bị nấm đầu. Đội vào là rụng hết tóc cháu ạ. Tức là bác không bao giờ đội mũ á? Không. Ngon thế. Trả bù cho mình. Từ sáng rồi chưa được miếng nào vào mồm. Đành phải chấp nhận uống cà phê ấy, cho dạ dày nó hoạt động. Ăn với em đi. Anh xin nhá. Nam này, ở đời ấy, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Có những người xinh đẹp như thế, nói năng nhẹ nhàng thơm tho như thế, hóa ra cũng chỉ là cái mặt nạ. Còn tổn thương à? Có tí tổn thương, nhưng mà lành luôn rồi. Đúng rồi, sao mà phải tổn thương? Mà anh cũng không nên nói về phụ nữ như thế đâu. Anh uống gì để em lấy cho? Thôi, đây tự lấy. Nam ơi, nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ thấy mỗi mình em tốt với anh thôi. Hay là mình bất chấp tất cả, thử yêu nhau đi. Anh gần 30 tuổi rồi, đầu toàn sỏi. Phải biết cái gì nên, cái gì không nên chứ. Em nói gì đấy? Mẹ anh nhập à? Chị em cứ nói đấy. Trúng thì trúng, chả trúng thì thôi. Tôi ngồi đây được không? Dạ, thoải mái mà sếp. Mấy bao ngon đấy. Em mời sếp. Này, của người phúc ta ấy. Hay thật đấy. Em xin lỗi, cho em xin lại. Chị sợ hôm nay chị phải về muộn. Thì có một núi công việc đổ lên đầu chứ sao nữa. Rồi, tôi biết là siêu đầu bếp Huy luôn luôn dành những món ngon nhất cho tôi rồi. Rồi, ok, bye bye. Hôm nay sinh nhật em trai Kỳ Duyên, em chọn giúp anh hoa và quà nhé. À, vâng, anh cần quà như thế nào ạ? Cứ đủ thành ý và có giá trị là được. Dạ. À đây, đợt này em với Huy có vẻ thân với nhau nhỉ? Từ ngày mẹ sang bên kia làm giúp việc, con nhìn mẹ bổ bưởi tinh tế không? Như một đóa hoa. Uống đây, uống đây. Đấy, ngồi xuống đây. Ăn cho nó mát ruột. Mẹ. Mẹ xin. Bố chị. Này, mẹ thấy em Diệp nó cũng có ý thức đấy con ạ. Nó cũng muốn có việc sớm để mà cùng với con lo cái món lãi ngân hàng. Thế nên là động viên em nó một tí cho nó phấn khởi. Con biết rồi. Hôm nay con về sớm thế. Tối có sang bên đấy không để mẹ nấu cơm? Mẹ như là muốn đuổi con. Sao cứ nghĩ ác cho mẹ thế nhỉ? Chẳng qua là mẹ thấy bên đấy sướng, về nhà làm gì? Bên đấy
ăn sung mặc sướng, chăn ấm đệm êm, xé đưa xé đón. Dù gì thì cũng chả phải nhà mình. Thế nên mới phải biến thành nhà của mình con ạ. Con người là phải biết vươn cao bay xa mới gọi là có chí tiến thủ chứ. Mẹ mà có cơ hội như mày nhá, chết với mẹ. Con là con biết mẹ đang nghĩ gì đấy. Đừng có mà mộng mơ ảo tưởng nữa đi. Ôi con ơi, giấc mơ đến gần lắm rồi ấy con ạ. Cậu Long quan tâm để ý đến mày đúng không? Cơ hội thế còn gì. Thôi, chuyện của con như nào con tự biết. Còn mẹ nữa ấy, mẹ làm gì thì làm, đừng để người ta khinh mình. Sĩ diện, chả máu mủ ruột già gì, giống nhau thế không biết. Bà ơi, kem của bà đây ạ. Cháu gửi bà tiền thừa. Thôi, cầm lấy đi. Cháu xin. Đây để cháu mở cho ạ. Cháu lấy cho bà nhá. Đây đây ạ. Cháu mời bà. Cảm ơn cháu. Yeah. Chị Nam ơi. Tìm, tìm. Ok. Cốm à? Chị xin. Cháu mời bà. Mát tận tim ấy. Ủa, răng bà tốt thật đấy. Ăn kem cứ như không ấy. Bà không ê à? Ăn kem không gọi con gì cả. Đấy là lao động từ ngày xưa, bây giờ mới có sức khỏe như thế đấy. Không phải là cứ kiêng kem rồi người gầy như con mắm ấy, yếu như sên ấy. Bà thích ăn kem cực, nhưng mà chị Xuân chị không cho, thế nên là bà cứ trốn ra đây ngồi ăn đấy. Thật á? Con này bẻo lép thế nhỉ. Con nói thật. Bà ơi, bình thường cháu tưởng là mẹ chồng phải bắt nạt con dâu chứ, nhà bà lại ngược lại á? Thằng này cũng lại vô duyên quá cơ chứ. Bà ơi, hay là lát nữa bà tụ tập với bọn cháu đi. Vui cực mà lại còn khỏe nữa. Dễ lắm ạ, à. Bà nhìn con này. Thôi thôi, tôi già rồi, tập người ta cười cho. Ai dám cười bà, cười à, cháu tiêu diệt luôn. Bà ngồi đây nhìn mấy đứa tập là vui lắm rồi. Đấm. Mấy hôm trước con tập thì bà cứ chửi con là con gái con đứa vô duyên. Ngực mới cả bụng cứ vươn hết cả ra. Đấy, bây giờ đã ngồi xem mẹ còn vui. Này, tôi trả lương cho chị để chị nói xấu tôi như thế đấy hả? Bà cứ nhầm. Ý con bảo là bà yêu ai thì bà yêu cả đường đi lối về nhờ. Đấy, con mà không lôi bà về nhá thì bà lạc đến tận phường nào rồi ấy. Đi, ra tập. Cháu xin quen nữa nhá. Ăn lắm. Con này nó béo mà nó ăn nhiều thế cơ chứ. Nó toàn thế bà. Ngồi ở đây thích thật đấy. Ở nhà lúc nào ngột ngạt, bà lại ra đây ngồi cho thoáng.